Chiều qua, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang truy xét nghi can lừa tráo 840 tờ vé số của chị Lê Thị Thuận, 46 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa, tạm trú thành phố Biên Hòa. Đáng nói, chị Thuận là người khuyết tật. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày hôm qua, chị Thuận đi xe lăn đến lề đường Dương Tự Giang gần ngã tư Vincom, thành phố Biên Hòa, bán vé số như mọi ngày. Vừa dừng xe thì một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe máy màu đỏ, mặc áo khoác nâu đến hỏi mua số. Thời điểm này, sấp vé số còn nguyên 840 tờ để trong giỏ sách nên bà Thuận nói người này tự mở giỏ lấy vé số. Sau một lúc lựa chọn, người đàn ông mua 8 tờ số và đưa 200.000 đồng. Trong lúc bà Thuận thối lại tiền thừa, người đàn ông bỏ một sấp vé số khác cùng đài tiền giang nhưng khác ngày vào giỏ của bà Thuận rồi phóng xe rời đi. Tiếp đó, bà Thuận lấy vé số trong giỏ ra trải lên bàn để bán. Một lúc sau, một khách hàng đến mua số mới phát hiện toàn bộ sấp vé số là số cũ ngày 30 tháng 4 năm 2023. Theo bà Thuận, sấp vé số trên chỉ lấy từ đại lý từ chiều 23 tháng 9, song do trời mưa chưa đi bán được nên vẫn còn nguyên 840 tờ.